Tuyết, lúc nãy em gọi anh làm gì? Anh Sang không thấy đâu. À, lúc nãy em gọi anh có tí việc, nhưng bây giờ xong rồi, không cần nữa. Làm anh chạy hồng hồng nãy giờ, mà em có thấy Trang đâu không? Ồ, sao anh lại hỏi em? Em làm sao mà biết được? Không thấy. Chết rồi, không biết có bị lạc ở đâu không? Gớm, lớn mà gần đấy còn lo lạc. Nhưng mà Trang mới về đây, không quen đường xá gì cả, không biết có bị bắt cóc không nữa, nên anh mới lo lắng đấy. Gớm, ở đây thì ai bắt cóc? Có khi á, đang ở nhà cũng nên ý. Nhưng mà anh vừa về nhà tìm có thấy đâu, hay là anh với em đi tìm đi. Đi thì đi. Trang ơi, Trang, Trang ơi, Trang. Yeah. Ô Trang, sao bạn lại ở đây? Mình tìm bạn nãy giờ không thấy. Bây giờ mày mới thèm vác mặt đến à? Hả? Ờ, bố, con chào bố ạ. Cháu chào bác Long. Thế mày đi đâu mà để cái Trang nó đi lang thang một mình, ngã trẹo cả chân kia cả? Dạ, lúc nãy con cùng Trang đi chơi, Tuyết gọi con về nhà có việc, con qua nhà Tuyết luôn, xong rồi ra không thấy Trang đâu ạ. Xong con với Tuyết mới đi tìm đấy ạ. Chờ mày tìm được nó thì có khi nó ngã xuống sông chết đuối từ lúc nào rồi ạ. Được, bây giờ tìm được em Trang rồi thì em đi về đây. Cháu chào bác, cháu về ạ. Ok Tuyết. Mày ở đấy, liệu mà dìu cái Trang đưa nó về nhà đi, chân nó đau rồi đấy. Còn Trương. Dạ vâng, thế bố có về luôn không ạ? Ờ, về đi, đi cẩn thận đấy nhá. Ơ, con bé này. Ơ, sao không ở trong nhà ra ngoài này ngồi làm gì? Cháu ra đây cho thoáng ạ. Nhưng mà cháu đau chân quá nên là cháu không biết vào kiểu gì. Thế à? Thế được rồi, để bác gọi thằng Tâm nó ra, nó đưa cháu vào. Tâm ơi! Tâm! Dạ, bố gọi con à? Thế mày đi đâu mà để cái Trang nó ngồi một mình ở đây thế này hả? À, mà mày không biết là chân nó đang đau à? Ờ, bác đừng trách Tâm ạ. Là tại cháu tự ra đây cho thoáng ạ. À, đau quá. Đấy, không đỡ nó đi. Mà cháu nữa, đau chân thế này từ sau hạn chế đi lại thôi, nhớ chưa? Bạn có đau quá không? Hạn chế đi lại nhá. Ừ. Thôi, hai đứa ở nhà, để bố chạy ra ngoài chợ mua cái gì về cho con bé này nó tẩm bổ. Được hôm về nhà bạn chơi thì lại đau chân, đến khổ. Nhớ chăm sóc nó hẳn hoi nhá. Dạ vâng, bố đi về sớm đấy ạ. À. Bố đi ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Alo. Chị à? À, em đến rồi đây. Em làm dưới cổng này. Ai chả? Super bây giờ đẹp trai phết nhở? Chỗ nào chỗ đấy? Ờ, thế chị cần ship hàng không chị? Ừ. Ê, hàng đâu chị đưa cho em với. Hàng đây, chú lấy đi. Úi dồi. Lấy đi. Úi dồi, chị đưa hàng này xem nào, nhanh lên, không lỡ hết việc của em. Gì mà nóng thế, nhưng mà chị thích thu chị. Ừ, thôi em đi đây. À, thế anh có làm tí không? Ừ, làm tí đi. Mà thôi, bà chị tránh ra đi, em đi ship không muộn, người ta trừ tiền em đấy. Chú ơi, chị số điện thoại, có kèo chị gọi chú. Chú yên tâm, kèo chị thơm, nặng đồ lắm. Ừ, thôi rồi, chị đưa điện thoại em bấm nhanh. Đây, đấy, của em đấy. À, ừ. Chị lưu với em vào nhá. Có đau lắm không? Ồ, tớ vẫn còn hơi đau. Thôi được rồi, thì mình đưa bạn vào nhà nhá. Ai ơi, đau quá, hay là Tâm nắm chân cho mình đi. Đau quá. Bạn đau chỗ này đúng không? Ơ kìa anh Tâm. Ơ, Tuyết, em sang đi à? Tay chân anh là đàn ông con trai, bóp thế không ổn đâu. Đau quá, Tâm bóp nhanh cho mình đi. Anh Tâm ơi, nếu như mà đau quá thì cho lên viện khám. Nhỡ nắn nhầm thì lại học vào cái chân rồi đấy. Em yên tâm, anh nhẹ tay mà. Mà thôi anh tránh ra để em nặn cho. Dù gì em là con gái nhẹ nhàng hơn. Để tớ nặn chân cho Trang nhá. Ơ à. Có được không đây? Để xem mày có lòi bụng thật chắc không. Ai ơi, đau quá. Tuyết, Tâm, em làm cái gì đấy?
bạn có làm sao không? Tớ không ngờ Tuyết là người ác như thế đấy. Thôi mày im đi, mày đừng có mà giả mồm. Tao biết thừa cái kiểu giả vờ giả vịt đấy của mày rồi. Mày đi ra đây, tránh xa anh Tâm của tao ra. Ông kia, Tuyết làm cái em gì em tránh đó? Ra. Có cái chuyện gì đấy hả? Tao vừa đi có một tí mà nó loạn lên cả lên thế à? Anh vì nó mà anh đẩy tôi hai lần rồi đấy. Tuyết, em đừng có làm loạn nữa được không? Tôi làm loạn hay là anh ngu? Này, sao mày bảo thằng Tâm thì bác nó ngu? Bác Long, lúc nãy Tuyết sang nắn chân cho cháu, nhưng mà bạn ý cố tình bóp mạnh nên giờ cháu đau quá. Con kia, mày có thôi diễn đi không? Hôm nay tao phải cho con quỷ cái mày một bài học. Tuyết, bạn mở cháu về cho. Hai người vì cái con kia nó làm cho mù mắt rồi. Từ bây giờ tôi không bao giờ bước chân ra cái nhà này nữa. Anh Tâm, tôi sẽ không bao giờ gặp mặt lại anh nữa. Tuyết. Ai ông ấy đau quá. Đấy, chuyện của mày tự đi mà giải quyết nhá. Nhưng hết cả đầu. Em về nhá. Tối hay sao đó đi ăn kem. Mà tối nay em thích ăn gì cũng được. Kể cả là ăn anh. Ê, dạo này anh làm cái gì mà nhiều tiền đấy? Anh làm gì em không cần biết. Đấy, chỉ cần em ngồi im chờ anh mang sinh lễ sang hỏi cưới thôi. Ghê, thế cơ á? Không, bộ cái điện thoại. Em nghe chị ơi. Hả? 5 triệu á? Chị chào em tí, em qua luôn nhá. Thôi em vào nhà đi, anh đi có tí việc đấy. Anh đi đâu đấy? Anh đi có việc của anh. Nhá, em vào nhà đi, tối sau đó đi ăn kem. Nhá. Đi vào nhà đi, tối anh sẽ đón em kem. Đây rồi. Xem đúng không đấy? Ờ, đúng địa chỉ ấy rồi. À, khách sạn nhỉ? Alo, chị à? À, em đưa đến rồi đây chị ơi. Chị bảo người ta mang hàng ra cho em cái ship với. Em đến rồi à? Bảo Lễ Tân dẫn lên phòng chị nhá. Ui dồi, thôi bỏ mẹ rồi. Mình bị bà này lừa rồi. Bây giờ mà cho bà này lên keng cái này. Lát một đời hoa. Tàn ba quả chuối luôn. Nhột. Anh ở đây làm gì đấy? Hả? Thì anh đi ship hàng. Cái bà này trên này gọi ship. Tôi biết ngay là anh đã làm gì mờ ám sau lưng tôi mà. Thật uổng công tôi đã tin tưởng anh. Tôi kiểu gọi anh, mọi chuyện không phải em nghĩ đâu. Mà sao em lại ở đây? Thì tôi đến để xem anh làm cái trò gì đấy còn gì nữa. Em quan tâm anh đến mức theo dõi cả anh cơ à? Tôi không thèm. Tôi chỉ đến đây để xem niềm tin của tôi có đặt đúng chỗ hay không thôi. Nhưng mà tôi thật quá thất vọng với anh. Ơ ngồi anh, nghe hiểu biết chưa? Tôi chẳng là gì để nghe anh giải thích cả. Ui, tiền với anh quan trọng thế à? Lúc nào cũng chỉ có tiền. Thì không có tiền làm sao lấy được em. Thôi được rồi, anh cứ bình tĩnh để em nghĩ cách xem nào. Dạ, em nghe chị ơi. Vâng, em lên luôn rồi. Ui, chết rồi ngồi anh ơi, có lần này anh mất cả người lẫn nhà rồi. Em có rồi. Có gì, vừa mới ôm, có rồi. Gì rồi ạ? Cô ý em là như nào? Dạ ơi, thì để cái thằng nghiện kia thay thế anh chứ còn gì nữa. Mong cho chặn nó nhanh lên. Ông anh, ôi đứng lại cho em nhờ tí không anh? Ông anh đi đâu đấy? Hai em à, có gì tha cho anh? Ông anh lang thang ở đây lại định hành nghề đúng không? Đúng rồi, chắc là định đá đồ. Ấy, em cứ nói xấu anh có làm thế bao giờ đâu. Không làm thế bao giờ á? Ông anh có tin em đưa bằng chứng cho công an để ông anh lên đấy giải trình không? Đúng rồi đấy. Ôi, bằng chứng á? Em tha cho anh. Được thôi, nhưng bây giờ ông anh phải làm cho em một việc. Sau đấy, nếu mà được, em sẽ thưởng cho ông anh thêm cả tiền nữa. Ủa, tiền nữa? Ừ. Cái gì? Ông nhận đây, ông nhận đây. Ủa, thế á? Việc này anh làm được. Thế thì lên luôn. Ờ, đi nhá. Thôi, đi vậy. Chị ơi, em lên rồi này. Ha 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 ha!
Có trách là trách người ta không thương ta. Trang không ở nhà nghỉ ngơi, đi ra đây làm gì? Mình ra đây cho thoáng mát, tiện thể ngắm cảnh làng quê của Tâm luôn. Cảnh làng quê thì có gì mà ngắm, lỡ ngã ra đấy thì ai chăm sóc? Quá tầm thường. Ơ kìa Tuyết, em đi đâu đấy? Bỏ ra. Tuyết. Em có làm sao không? Tuyết, mày đi đâu này, sao tay xách nhanh màng này? Anh bỏ tay tôi ra, lại mà đỡ bạn chàng của anh đi. Tôi không muốn ở lại nơi này nữa. Ngọc Anh, tao muốn đi xa khỏi nơi này. Tao đã quá đau lòng rồi. Ui giời ơi, lại lo thằng này cái gì? Anh đã bảo rồi, bỏ Quách nó đi cho xong. Ai, Hôn, đứng đây tao bảo. Hôm nay mày không giải quyết xong chuyện này nhá, đừng hòng mà đi đâu nhá. Đứng đây, quay đây. Cần gì phải giải quyết nữa? Cái loại cò mồi nơi cũ, bỏ Quách nó đi cho xong. Mày không phải đi đâu hết, ở lại đây. Đi về với tao. Mày cứ nói thế, ở đây tao với anh Tâm có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Này, thằng kia, mày đã nghe rõ gì chưa? Mày có cảm thấy mày xứng đáng là một thằng này đâu không? Ôi dạ, đau quá. Úi giời. Đi, mày đứng dậy, đi với tao. Đi đâu? Đi hỏi ông Long Đen cho ra nhé, chứ còn đi đâu nữa. Bác Long, thế ở nhà xảy ra cái chuyện gì mà lại để cái Tuyết nó phải chịu ấm mức như thế này? Bác nói cháu nghe xem nào. Thì có chuyện gì đâu. Chuyện con bé này, nó ở trên thành phố về đây thăm thằng Tâm. Chẳng may nó bị đau chân, thằng Tâm nó phải chăm sóc lại. Nếu không như thế thì dân làng lại bảo là nhà bác đón tiếp khách nó không nhiệt tình. Cháu hiểu không? Nhưng mà bác thừa biết anh Tâm là người yêu của Tuyết. Bây giờ Tuyết nó nhìn anh Tâm chăm sóc một đứa con gái khác, làm sao mà cái Tuyết nó chịu được? Bây giờ cháu ví dụ cho bác nhá. Chị Ngà bị ốm, bây giờ một thằng nó sang chăm sóc cho chị Ngà, bác có chịu được không? Hả? Thằng nào chăm sóc Ngọc Ngà tao? Mà Ngọc Ngà bị làm sao? Hả? Bác không phải đánh trống lảng, đấy là cháu chỉ lấy ví dụ như thế thôi. Ai lại lấy cái ví dụ nó nhạy cảm như thế, làm bác cứ tưởng... Đấy, đến bác còn nghĩ đấy là vấn đề nhạy cảm, thì cái Tuyết nó là con gái, làm sao mà nó chịu được? Không chịu được thì cũng phải chịu. Ê, nhà bác bây giờ có mỗi hai thằng đàn ông, thằng Tâm không chăm sóc con bé Trang này, thế chẳng lẽ để bác chăm sóc à? Ai chăm sóc nó thì cháu không cần biết, nhưng Tuyết là người yêu của anh Tâm. Anh Tâm phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của Tuyết. Không thể muốn chăm sóc ai là chăm sóc người đấy được. Thế bây giờ bác có coi cái Tuyết là người yêu của anh Tâm không? Bác có nghĩ sau này cái Tuyết sẽ về làm dâu nhà bác không? Thì có mấy đứa con gái đây, đứa nào làm dâu mà chả được. Bác Long, cháu thật sự thất vọng với bác. Cháu sẽ về bảo chị Ngà xem xét lại tình cảm với bác. Đứa nào làm con dâu cũng được, có phải ai làm vợ bác cũng được đúng không? Ấy, ý bác không phải là như thế, mà có nghĩa là trong cái chuyện này ấy, nó là duyên số, mà duyên số thì không nói trước được điều gì cả. Đúng là hai cha con bác cùng một ruột mà, chỉ vì một đứa người dưng mà hai người phủ nhận sự tồn tại của cái Tuyết. Này. Bố, bây giờ con phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Tao với mày mất cả chỉ lẫn chài rồi đấy. Bây giờ con Ngọc Anh nó mà về phô Ngọc Ngà châu báu của tao, tao mất tất luôn. Tất cả cũng là lỗi tại cháu. Mai cháu xin về thành phố ạ. Thực sự thì bác cũng xin lỗi cháu. Đây, nhưng mà cháu thấy đấy, con Tuyết thì nó là người yêu của thằng Tâm. Nó cũng vì thằng Tâm mà làm bao nhiêu chuyện. Tuy là chuyện xấu thì nó nhiều hơn chuyện tốt. Kìa bố. Thế nhưng mà nó lại rất quan trọng với gia đình nhà bác. Đấy. Thế là bác xin lỗi cháu, bác không thể giữ cháu ở đây được. Có gì hẹn cháu dịp khác nhá. Dạ, vâng ạ. Tâm nhá, nhớ sáng mai đưa Trang ra bến xe để bắt xe nó cẩn thận đàng hoàng cho về thành phố, nhớ nhở? Còn tao bây giờ tao phải đi đuổi theo cái con Ngọc Anh đây, chứ không nó mà hớt lẻo cái Ngọc Ngà tao mất tất. Thế nhá, tao đi trước. Vâng, chào bác ạ. Chào bác.
bố ạ. Thôi bạn ngồi đây nhá, mình vào nấu cơm đây. Em có thể cho anh đi cùng được không? Anh đi thì được, còn Tuân theo nói làm cái gì? Anh không biết bây giờ tâm trạng cái Tuyết đang như thế nào à? Anh cũng biết, nhưng thêm người là sẽ thêm nhân lực, nhanh chóng tìm được Tuyết thôi mà. Bây giờ anh chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ mong tìm được Tuyết thôi. Chú em lại lươn rồi. Bây giờ cái Tuyết đang như thế, chú em lại dẫn theo cả em này nữa. Khác gì sắt muối vào trái tim nó đâu mà. Anh là cái thá gì mà xen vào chuyện của chúng tôi? Tất cả im đi, bây giờ chuyện quan trọng là tìm cái Tuyết. Tuyết ơi! Sao cửa đà lại khóa hết thế này nhở? Tôi chết rồi, không biết con này nó có giận quá mất khôn không? Ui, nó mà làm gì dại dột thì chết! Tuyết ơi! Tuyết nó không ở nhà đâu, anh phải gọi! Tuyết đi đâu rồi hả em? Em mà biết thì đã không phải đứng ở đây. Mà anh vẫn còn quan tâm đến nó nữa cơ à? Kìa, Tuyết là người yêu của anh không quan tâm cô ấy thì quan tâm ai? Nếu như vậy, tại sao anh không để ý đến cảm xúc của nó? Em nói cho anh biết nhá, có không giữ, mất con cái đít! Kìa, Ngọc Anh, đợi anh với! Không biết con này đi đâu rồi. Em đi đâu mà anh tìm cả sáng thế? Em đi tìm cái Tuyết, anh có thấy nó ở đâu không? Anh không làm sao biết được. Thôi chết rồi, bây giờ không biết nó đi đâu cả anh ạ. Khó nhỉ. Có khi con này nó bỏ lên thành phố. Nhà cái Liên có, mà nhà nó cũng không. Mà bái Sa Ma càng không, nhà hàng Tâm cũng có, chỉ có lên thành phố thôi. Ôi giời ơi, nó một thân một mình bỏ lên thành phố làm gì? Anh đã tìm thấy cái Tuyết chưa? Kiểu gì con này nó cũng lên thành phố rồi. Mà anh nghe nói bố con nhà chú là tuyệt tình lắm đấy nhá. Thôi được rồi, bây giờ em về nhà chuẩn bị ít đồ, rồi anh sang đón em lên thành phố để tìm nó luôn nhá. Đi, xếp lên anh chào. Thôi, anh đi về đi, em chạy về luôn. Thế thằng Tâm nó đi đâu rồi cháu? Cháu cũng không biết ạ. Từ sáng giờ cháu không thấy bạn ấy đâu cả. Thế thằng này nó đi đâu nhỉ? Bố, con bắt đền bố đấy. Tuyết đi đâu mất rồi ạ? Cái thằng này buồn cười nhỉ? Thế cái chuyện của mày sao lại bảo bắt đền tao? Tao còn đang lo chuyện tình cảm của tao chưa xong rồi này. Tuyết đi lên thành phố một mình, con lo quá bố ạ. Cũng là lỗi của tao. Nhưng mà... mà thôi, tiện chúng mày lên thành phố đi học bây giờ, lên đấy mà tìm nó đi còn gì nữa. Dạ vâng, thế thì con đi luôn đi ạ. Vâng, cháu chào bác, cháu đi ạ. Hai đứa đi cẩn thận nhá. Vâng, con chào bố ạ. Chào em. Anh là ai? Em mới lên thành phố đúng không? Dạ vâng. Giới thiệu với em, anh là Tukura, nhà phố Hoàng Gia. Bố anh thì bán thịt gà. Anh có thể giúp gì được cho em gái xinh như Suka này không nhỉ? Chả giấu gì anh, em ở dưới quê mới lên, đang muốn tìm một công việc để trang trải cuộc sống anh ạ. Ôi, thế em lại tìm đúng người rồi. Nhà anh á, ba đời đưa gái ra Trần Duy Hưng. Nhầm, bố anh có quán phở gà. Đang nhờ anh đi ra đây tuyển người. Thế em tính nết cũng tươi. Anh về xin bố, cho em làm liền. Úi giời, người thành phố mà cũng văn đơ lai láng quá nhỉ. Chuyện mà em có khát không? Để anh đi mua được cho em nhá. Dạ thôi, em làm gì có tiền đâu ạ. Không no, ở trên này là anh bao hết. Cứ ngồi đây, anh đi mua nước nhé. Đây, em uống đi. Dạ, em cảm ơn anh ạ.
thế nào, em thấy buồn ngủ quá. Thế à? Anh có tìm thấy nó không? Anh tìm khắp thành phố rồi, không thấy nó đâu cả. Tìm từ sáng đến giờ, không biết con này nó đi đâu rồi, không biết nữa. Tuyết ơi là Tuyết, ba hồn bảy vía mày ở đâu mày về cho anh cái chứ? Anh mệt quá. Anh á, không được cái tích sự gì cả. Thế thì em tính xem, lục tung cả cái thành phố lên rồi không tìm thấy nó, hay là lấy bắt cóc rồi nhỉ? Anh bị điên à? Nói linh ta linh tinh ra. Thế anh nói không đúng à? Bây giờ làm thế nào đây? À đúng rồi, định vị điện thoại, chắc cái Tuyết nó vẫn bật đấy, để em xem nào. Ôi anh, đây đây đây, định vị nó vẫn bật này. Ui rồi, anh cũng lấy em luôn đấy. Thế sao em không nói sớm, mất công anh đi tìm từ sáng đến giờ, chạy thở hốc hết cả hơi ra. Lại mai anh lấy về nhà anh mất đèn đấy. Ừ, anh đừng có mà linh tinh nữa đi. Thôi đưa thoại anh xem nó đâu nào. Này này, nó ở ngay gần mình này. Ờ đúng rồi, ngay gần đây mà. Gần đây mà ngay ở kia sao ấy. Sao lại cầm điện thoại của Tuyết nhỉ? Em cũng không biết được. Thôi chết rồi, hay là thằng này nó ăn trộm điện thoại của Tuyết nhỉ? Anh cũng không biết được. Mà không biết cái điện thoại ra quán nó có bẻ khóa đâu không nhỉ? Không biết được bao tiền nữa. Chết rồi, thế bây giờ làm thế nào để biết được tung tích của Tuyết anh nhỉ? Đi thử à. Này nhá, em nhìn đi. Em làm hết điện thoại của anh rồi nhá. Bây giờ khách gọi đến, lấy gì mà nghe, hả? Em xin lỗi. Em đừng có mà quá đáng nhá. Em không thích anh kiếm tiền để lấy em thì thôi, em từ chối khéo đi. Chứ không phải em cố tình làm hỏng điện thoại anh đâu. Không phải mà, em xin lỗi, em sẽ đền cho anh cái điện thoại khác. Em thôi đi, bây giờ em kiếm đâu được cái điện thoại như này, hả? Em... bực hết cả mình nữa, chết đây đi. Ấy, chuyện gì mà căng thẳng ấy hai em? Chuyện của ông à? Chú em sẵn lóng thế, đằng nào ba anh em mình cũng là chú quen biết mà. Còn em làm hỏng điện thoại của nó đúng không? Đây, vừa hai anh cũng có cái điện thoại muốn bán. Hai em lấy thì anh để lại cho. Đỡ phải cãi nhau sứt đầu mẻ chán, ok không? Ấy, làm gì mà vội thế em? Ông anh, nếu em nó vội, nó muốn tiện máy thì nó mua luôn mà. Chúng nó sợ em bỏ nó. Chúng em khá đấy. Thì thôi, ông anh cho em test máy nhỉ, em mua luôn cho lóng. À, test máy à? Thú thật với ông anh, em đã cần máy cày cố quá rồi. Thế được rồi, thế chú em test đi. Ui. Nhìn cái gì lắm thế, có mua không? Nhanh thì còn biết. Nếu ông anh hình này là xinh đấy. Đúng rồi đấy. Em là em kết con này rồi đấy. Ông anh cho em xin cái mật khẩu để em test 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 trong ấy. Mật khẩu á? Chết mẹ, mình đéo biết mật khẩu. Anh thôi đi, điện thoại này anh trộm đúng không? Anh lấy ở đâu? Nói ngay. Không, tôi báo công an rồi nhá. Đúng không? Trộm đúng không? Không. Trời ơi. Mẹ thằng nghiện này khỏe thế nhỉ? Tại anh á, làm nó chạy mất rồi. Tại em cũng hội mà vàng ạ. Bây giờ chạy mất đấy, tình của gì? Đấu hết cả người, hỏng hết cả kế hoạch rồi. Bây giờ có kế hoạch cái gì đó, đuổi theo thằng đấy đi còn gì nữa. Hay là cậu thử gọi cho Tuyết đi. Để tớ thử gọi lại xem. Anh không phải gọi nữa, điện thoại Tuyết đây này. Ngọc Anh, sao em lại có điện thoại của Tuyết? Em tìm được Tuyết này à? Chưa. Thế sao điện thoại của Tuyết lại nằm trong tay em? Ừ, đúng rồi đấy. Tất cả nhờ anh này, nhá. Mà chú em cũng giỏi ghê nhỉ. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà vẫn dẫn theo bổ đi được. Thôi, anh nói làm gì nữa, đi. Kìa Ngọc anh cũng đang đi tìm Tuyết, em có thể cho anh đi cùng được không? Anh đi thì được, còn dẫn theo nó làm cái gì? Anh không biết bây giờ tâm trạng cái Tuyết đang như thế nào à? Anh cũng biết, nhưng thêm người là sẽ thêm nhân lực, nhanh chóng tìm được Tuyết thôi mà. Bây giờ anh chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ mong tìm được Tuyết thôi. Chú em lại lươn rồi. Bây giờ cái Tuyết đang như thế, chú em lại dẫn theo cả em này nữa.
khác gì sắt muối vào trái tim nó đâu mà. Anh là cái thá gì mà xem vào chuyện của chúng tôi. Tất cả im đi, bây giờ chuyện quan trọng là tìm cái Tuyết. Chết thật, sao có thằng nào đẹp trai lại đứng kia nói chuyện vui vẻ với ngọc ngà của mình nhỉ? Rủ cái đồng bọn à. Mày chết mấy ông rồi con ạ. Mày ơi. Nhìn ai như Chí Phèo này. Anh bị hâm à? Chí Phèo chỉ có làng Vũ Đại, làm gì có ngoài đời thật. Thế mày nhỉ? Thế bây giờ phải làm thế nào? Chú ơi, chú cho tôi tin nhờ với ạ. Ê, hai thanh niên vào cái làng này để làm cái gì ấy nhở? Chúng cháu đến đây có việc quan trọng, chú cho cháu đi nhờ với. Chú ơi, cho cháu nhờ tí được không? Không lẽ nó vào làng tán vợ mình? Không được, mất công mình nuôi mấy tháng rồi, không thể nuôi vợ thằng khác được. Thôi chú ơi, chú cho cháu đi qua với, nhớ việc của cháu bây giờ. Đúng rồi đấy chú ạ. Không được, bọn mày định vào làng ông tán gái là không à? Mày có biết tao là ai không? Không. Xin trân trọng thông báo cho chúng mày biết, tao Long Dragon chuyên bảo vệ cái gái làng này. Chúng mày muốn vào làng tán gái là phải có điều kiện, hiểu chưa? Chú ơi, điều kiện là gì ạ? Thế điều kiện là gì? Thì dễ thôi. Bây giờ chúng mày xuống đây bắt cho tao một con ốc đực. Nhớ là ốc đực nhá. Cứ con nào mà ở trong bụng nó có con thì đấy là ốc cái, hiểu chưa? Xuống. Mò ốc đực hả chú? Chú có đùa không đấy? Đùa chú mày á? Thôi chú ơi, nhìn người ngậm con cháu này xuống làm sao mò ốc với vít được. Thôi chú cháu xin vào làng còn có việc. Cái thằng này buồn cười nhở? Tao trẻ con đâu mà đùa với mày suốt rồi. Lần cuối có xuống không? Mày ơi, tao nghĩ ông ý không phải là đùa đâu. Ấy chú đừng nóng, để bọn cháu xuống. Đấy, thằng này biết điều rồi. Xuống đi. Khẩn trương. Nhanh. Tưởng thế nào? Ông bố mày mò có đâu được. Alo Nga ơi, có cái ông Chí Phèo nào tên Dragon cái gì đấy đang chặn anh ở cái đê làng này, không cho anh vào đâu. Bây giờ làm nào bây giờ nhở? Dragon á? Làng em làm gì có ai tên thế đâu. Mà thôi được rồi, anh cứ đứng đấy, đợi em ra nhá. Ừ, ra nhanh cứu anh với. Nhanh! Lại còn định gọi điện thoại cho người thân à? Hả? À? Thằng cả lắm kìa, mà có xuống nhanh không chưa nhá? Vâng, cháu xuống ngay ạ. Nhanh! Còn thằng kia? Dạ. Mày tán đứa nào trong làng? Chả giấu gì chú. Cháu vào với em Ngọc Ngà. Cái thằng này buồn cười à? Em Ngọc Ngà của tao để cho mày gọi ngọt sớt thế à? Là sao hả chú? À không sao. Thế quen nhau lâu chưa? Đã làm ăn gì chưa? Dạ làm nhiều rồi chứ ạ. Làm như cái gì rồi? Bước 1, cháu cởi áo Ngà ra. Gì nữa? Bước 2, cháu vuốt mái tóc mượt mà của Ngà. Từng lông tơ, chân tơ kẽ tóc, cháu đều biết hết. Thế này chết rồi. Mày làm gì Ngà của tao? Mày chạy. Ôi chú ơi, cháu có làm gì đâu. Còn không làm gì à? Hôm nay mày chết chắc với tao rồi. Ôi chú bị làm sao đấy? Chú bình tĩnh ra nào. Ôi
anh ơi, cứ bình tĩnh. Thằng kia, im. Còn thằng này, từ bây giờ tao cấm mày không được gặp Ngọc Ngà của tao nữa. Không, đừng có trách tao đã. Ôi. Bác sĩ, anh có làm sao không ạ? Ai ơi, anh đau quá. Anh không sao. Cá lắp, lên đây. Anh có làm sao không? Không. Làng em có ông Regon kinh thật. Gì mà Regon đây kia, thì làng em gì có ai như thế đâu. Kia kìa. Anh Long. Anh Long ơi. Bác sĩ, cứu người.